Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là đấng nhân từ. Đừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán. Đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con. Người ta sẽ lấy đấu hào hạng đã dần đã lắc qua đây tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào thì sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa. Kính thưa anh chị em, Chúa Giêsu hôm nay dạy cho chúng ta làm hai điều, một điều tiêu cực và một điều tích cực. Điều tiêu cực đó là gì? Là đừng. Và điều tích cực nó là gì? Hãy. Chúng ta nghe lại ông Thánh Luca nói này. Hai cái điều tiêu cực đừng có nghĩa là gì? Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán. Đừng kết án để khỏi bị kết án. Đó là hai cái tiêu cực. Hai cái tích cực đó là hãy tha thứ, hãy cho. Tại sao Chúa Giêsu nói đến cả hai cái tiêu cực và hai cái tích cực như vậy? Hai cái tiêu cực là đừng. Là bởi vì thế này, khuynh hướng tự nhiên của con người chúng ta là hay ta gọi là trả đũa. Hòn đất ném đi, hòn chỉ ném lại. Người ta có cái khuynh hướng tự vệ. Khi mà một ai đó mà làm khổ mình thì khuynh hướng tự vệ của chúng ta là chúng ta trả lời lại, chúng ta đấu lại, chúng ta không có chịu thua. Thì cái khuynh hướng đừng thì Chúa Giêsu muốn nói cái điều đó là thực tế của con người của chúng ta, cuộc sống của chúng ta, vì chúng ta yếu đuối và bất toàn nên chúng ta có khuynh hướng làm khổ lẫn nhau, nên chúng ta dễ làm lại một cái điều khác người ta làm, đấu lại với họ. Nên chúng ta sẽ không làm như thế. Đừng. Và khi đừng như vậy đó thì chúng ta sẽ không tạo thành cái bạo lực trong thế giới này. Anh chị em cứ xem thế giới này, hỏi thế giới này tại sao lúc nào nó không yên. Là bởi vì người ta cứ tìm cách đấu với nhau hết. Cái bên này mà làm một cái thì bên kia làm một cái, đấu lại. Từ tầm vĩ mô giữa các quốc gia cho đến có con người với nhau. Do đó chúng ta xin Chúa cho chúng ta hóa giải cái điều chúng ta cứ hay đấu với nhau. Đừng. Để chúng ta kiến tạo lên một thế giới này không bạo lực. Điều thứ hai, hãy tha thứ, hãy cho. Mà tại sao hãy như vậy? Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy là bởi vì chúng ta cảm nghiệm được một cái gì đó đối với chúng ta để chúng ta phải làm như thế. Vậy thì làm sao? Chúa Giêsu giải thích liền. Vì người ta sẽ cho đấu nào thì sẽ trả lại cho các con bằng đấu ấy. Nói cách khác, khi chúng ta hãy chúng ta làm điều đó thì chúng ta sẽ nhận lại cái điều đó. Anh chị em biết là trong cái kinh lạy Cha chúng ta nói này: Xin Cha tha cho tội chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng ta. Anh chị em để ý, xin Cha tha cho chúng con, thì cái xin Cha tha đó nó là cái kết quả như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Vì như chúng con đã tha thì xin Cha tha cho chúng con. Vì cái hành vi của chúng con là tha cho cái người kia thì xin Cha tha cho chúng con. Thế thì chúng ta không tha thì chúng ta làm sao chúng ta nói là xin cho tha cho chúng con như chúng con được? Mình có như đâu mà xin, có như đâu, mình có tha bao giờ đâu mà như. Anh em có nghĩ, anh chị em nghĩ có phải không? Thành thử thế. Thế cái hành vi của chúng ta làm như vậy là bởi vì nó phải tương xứng với điều chúng ta nhận lãnh. Vì vậy ngay đầu bài tin mừng Chúa Giêsu nói: Các con hãy ở nhân từ như Cha các con trên trời là đấng nhân lành. Như vậy thì chúng ta đừng làm cái này và chúng ta hãy làm cái đó. Lý do đơn giản nhất là bởi vì chúng ta hãy ở nhân từ như Cha chúng ta. Nói cái khác, chính cái tư cách con người và phẩm giá của chúng ta đòi chúng ta phải hành động như vậy. Là con của Thiên Chúa, anh chị em thử tưởng tượng xem nhé. Thế lấy ví dụ nhé, anh chị em nếu mà đọc trên báo mấy ngày nay đó, là cái anh chàng con của cái ông gọi là cháu nội
của nữ hoàng Elizabeth II nước Anh. Thế thì là có cái thái tử sạc là cái bà Elizabeth này là hoàng, gọi là nữ hoàng, có một con trai tên là thái tử sạc. Sạc cưới một cái cô gọi Diana. Diana thì có hai đứa con trai, một đứa là William và một đứa là George. Hai đứa là hai thằng con trai. Một thằng con trai, hai thằng con trai gọi là cháu nội của nữ hoàng Elizabeth. Cái thằng thứ đó, bây giờ nó lấy một cái bà vợ. Và cái bà vợ này, bây giờ hai đứa muốn rời cái hoàng gia đi sang Canada để mà ở. Anh chị em biết đâu, khi mà nó ra khỏi cái tư cách hoàng gia một cái, thì lập tức nữ hoàng Elizabeth, hiện nay là bà nội đó, đòi nó không được lấy bất cứ một cái tư cách gì trong hoàng gia để kinh doanh. Cái chữ royal tức là tên hoàng gia đó, trong các thương hiệu phải lột bỏ hết, không được bỏ vào, bởi vì không được lợi dụng cái hoàng gia để kinh doanh. Nếu mà anh ra khỏi hoàng gia, anh trở về cái chỗ khác, anh loại trừ hoàng gia. Anh chị em thấy chưa? Hay nói cái tư cách của anh mới làm ăn được. Mà anh không có cái tư cách đó, anh không làm ăn được. Nếu mà anh rời khỏi hoàng gia, anh phải lột bỏ tất cả những cái tư cách ấy. Chúng ta cũng vậy. Vì chúng ta có tư cách là con của Thiên Chúa nên chúng ta phải hành động như vậy. Chúng ta không có thể nào hành động khác được. Thì thế hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải tìm kiếm, khám phá lại. Chúng ta nhìn nhận chúng ta là con cái của Chúa như thế nào. Chúng ta sống như thế nào. Và vì thế khi chúng ta sống như thế là chúng ta biểu lộ đích thực phẩm giá của chúng ta và tư cách của chúng ta trong thế giới hôm nay.